Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 113 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Ninh Dương say sưa một đêm, ngày kế tiếp phấn chấn tinh thần thượng sớ triều đình nói rõ, Yến Dương một lòng tận trung quy hàng, kể lễ công lao dẹp loạn năm xưa, chịu nhận sai lầm, nguyện nhận triều đình khiển trách. Còn nói thêm rằng Đại Ninh tải ngoại quan thành, núi biển nối liền là trọng yếu của Liêu Đông, là dành đai ngăn chặn quân Mông Cổ xuôi nam. Ninh Dương thân là phiên dương, không sợ gian nan vất vả, nguyện chịu khổ lạnh, hy vọng triều đình tha thứ, hãy cho tiếp tục soái quân thủ thành, lấy công chuộc tội, vân vân và vân vân. Ninh Dương tài văn chương phong phú, một phong tấu chương viết rất là khẩn thiết động lòng người, hy vọng đủ để đá động Chu Dõng Văn và thoát qua được chuyện tước bỏ thuộc địa mà triều đình đang gay gắt tiến hành. Rồi sau đó lại ghi một phong thư đưa cho Lý Cảnh Long, kể rõ chuyện Yến Dương một lòng nguyện hàng, khuyên ông ta tạm hoãn tấn công Bắc Bình. Ninh Dương một bên bề ngoài tấu tranh công, một bên không quên giam lỏng muội tử Chu Di bị giam lỏng ở Dương Phủ, cả ngày đánh đàn để vơi đi sầu khổ. Vợ chồng Ninh Dương đến thăm, nàng cũng đóng cửa không gặp. Ninh Dương biết nàng lòng mang oán hận nên không để ở trong lòng, nói với thê tử rằng: nàng trẻ người non dạ, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ minh bạch nỗi khổ tâm của ta thôi. Nó gần gũi với ta, ta sẽ từ từ dạy dỗ nó lại. Lúc trước tiền đế muốn đem nó gả cho Cảnh Tuyền. Trước khi dạy dỗ nó, nếu nó không ưng thuận, ta khởi bẩm thánh thượng, lập lương phối khác cho nó. Công hầu đệ tử còn rất nhiều, ta không tin là không có ai lọt vào mắt của nó. Yến Dương dường như cam chịu số phận, quần áo trắng nón thường, cưỡi ngựa mang theo cung tên. Lão lệnh cho người hầu cầm theo bầu rượu, cưỡi ngựa theo sau, ngày ngày đi ngoại ô săn bắn tìm niềm vui. Tài tuyển thuật của hắn có thể nói là thần chuẩn. Trên hạ bắn nhạn bay, dưới giết chết thỏ khôn. Khi bắt được con mồi làm đồ nướng, uống rượu ăn thịt rất là thô kệch phóng khoáng. Đại Ninh quân đồn trú bao gồm cả quân đội người Hán ở phương Bắc. Ngoài ra còn có quân Tam Vệ. Tam Vệ xuất phát từ Liêu Đông Mông Cổ, nhiều bộ tộc lúc trước theo Mông Nguyên chinh chiến. Sau bởi vì Lam Ngọc Bắc Phạt đánh bại Mông Nguyên Hãn Định, nhiều bộ tộc không có chỗ nào quy thuận. Chu Nguyên Chương thu phục dùng canh giữ vành đai bảo vệ xung quanh Đại Ninh. Rồi nhiều năm qua ngược lại thành đạo quân che chắn chống lại Mông Nguyên xâm lược. Ninh Dương biết được Yến Dương ra khỏi thành săn bắn, vì mặt mũi nên không tiện ngăn trở, liền hạ lệnh cho một đội Tam Vệ trong Đóa Nhan Bộ phái tình binh kỵ binh đuổi theo bảo vệ, nhưng thực chất là theo dõi. Tam Vệ thiết kỵ có hơn một vạn, bản chất mang gì tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, vẫn còn phong tục tôn trọng dũng sĩ. Lúc đầu phụng mệnh theo dõi, nhưng thấy Yến Dương thần thủ tướng soái, trong lòng bội phục. Yến Dương bắn trúng con mồi, chúng quân tất cả đều reo hò khen hay. Yến Dương thừa cơ hội mời tên thủ lĩnh kỵ binh cùng nhau giấy lửa nướng thức ăn ngoài trời, uống rượu ăn thịt không phân biệt cao thấp. Uống sai đến lúc thống khoái, cất cao giọng hát nhảy múa cười vui vang dội. Khi chúng binh sĩ trở về bộ lạc, đều khen ngợi tán thưởng Yến Dương là một vị anh hùng. Tất cả nam nữ bộ tộc nghe vậy đều hiếu kỳ, tìm cớ đến dò xét xem. Nhưng thấy Yến Dương hùng dũng, phóng khoáng đều sinh ra bội phục, nên họ đưa hắn cùng Ninh Dương so sánh. Ninh Dương tài giỏi về âm nhạc, cùng văn chương, nên thường coi mình là danh sĩ. Nên trong thâm tâm của bọn kỵ sĩ Mông Cổ, Ninh Dương không được coi trọng. Còn có khi cao hứng, Ninh Dương trước mặt mọi người đánh đàn, trống sắt, tấu lên nhạc điệu trung thổ.
Những thứ âm nhạc này không hợp với phong tục của người Mông Cổ như đàn gãi tài trầu vậy. Chúng tướng sĩ trên mặt tuy không nói, nhưng trong nội tâm không cho là đúng. Ninh Dương không cần tìm hiểu tâm tư của mọi người, ngược lại lấy những thứ đó để mà ngạo nghễ bản thân. Hắn còn nghĩ thầm, âm nhạc của Trung Thổ giáo hóa cho người, người tái ngoại mang gì, để cho các người thấy rõ, để mà so sánh. Thế nào là cái hay của người Trung Thổ? Chu Giám là người thông minh lão luyện, thấy Yến Dương cùng tam vệ kỵ binh qua lại trong lòng nghi ra, liền âm thầm đến bẩm dơi Ninh Dương. Yến Dương mỗi ngày săn bắn, thường cùng đó nhan kỵ sĩ giao du uống rượu quan trà, thân mật kháng khích. Nếu như không ngăn trở kịp thời, chỉ sợ sinh ra dị biến đồ. Ninh Dương lơ đến nói, người quân tử phải sống cho đàng hoàng, tích cực. Hắn chọn đi săn uống rượu vốn là rơi vào con đường xa đó rồi. Tiền đồ của Yến Dương đã vô vọng rồi, vì vậy hành vi phóng đãng không biết liêm sĩ. Ngược lại như hắn nghiêm trang ú rú ở trong nhà thì đáng để cho đề phòng nhiều hơn đó. Dương già nói cũng có lý, Chu Giám nói. Nhưng vì đó nhan tam vệ giả tính không thuần, nếu như bị Yến Dương xúi dục thì phải làm sao? Không phải cùng dòng họ với ta, bản tính nhất định phải khác rồi. Ninh Dương cũng nói, ta sống ở Đại Ninh kinh doanh nhiều năm, còn khó có thể thuần phục được đó nhàn tàm dễ. Yến Dương mới tới đây có vài ngày lẻ loi đơn độc, làm sao có thể chiêu nạp tàm dễ ra sức cho hắn chứ? Chu Giám thở dài, Yến Dương hùng tài đại lược, tuyệt không cam tâm trốn tránh mãi như ở đây đâu. Hắn hùng tài đại lược, còn bốn Dương là tài thức nông cạn. Ninh Dương có vẻ bất mãn không hài lòng nói, lúc trước tiền đế làm sao bình luận ta cùng Yến Dương vậy? Cái này thì Chu Giám trán đổ mồ hôi. Tiền đế thường nói Yến Dương thiện chiến, Ninh Dương thiện mưu. Ninh Dương nói, tiền đế pháp nhãn như đuốc vậy, lâm trận quyết thắng. Yến Dương cao hơn ta một bậc về phần mưu tính sâu xa, bổn Dương hồi thắng ba phần. Yến Dương thật muốn đối phó với ta, lúc trước nên đưa binh đến công thành, tội gì đơn thân độc mã đem em gái của ta đưa tới đây. Hắn không sợ ta trở mặt tại chỗ bắt hắn táp giải cho triều đình sau? Dương gia mưu tính sâu xa, thuộc hạ theo không kịp. Chu Giám vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Thuộc hạ mới nhận được tin tức Yến Dương đã lui về Tùng Đình Quan, thủ lĩnh trong quân cũng đã đi theo sứ thần, đã đến Đại Ninh rồi. Trong đó có Yến Dương, mưu sĩ đạo diễn hòa thượng, Yến Dương thứ tử Chu Cao Hố. Theo ý của thuộc hạ nên phòng ngừa vạn nhất, không thể để cho bọn họ vào thành, bằng không thì Yến Dương quân thần gặp gỡ như cá gặp nước vậy. Đạo diễn là sư huynh của ta, Cao Hú là cháu của ta, không cho vào Đại Ninh, tin tức này truyền đi thì ta còn thể thống gì nữa hả? Ninh Dương dần dần cảm giác không kiên nhẫn. Chu tướng quân, ngươi làm người thận trọng, điều đó rất tốt. Bất quá cẩn thận quá mức sẽ mất đi khí độ đó. Như thế khắp nơi bố trí phòng vệ, giống như là bốn Dương không tha cho Yến Dương. Yến Dương dù có môn vàng không phải, rốt cuộc cũng là huynh trưởng của ta. Hôm nay xa cơ thất thế như thế này, ngay cả hắn ta cũng không dung nạp thì làm sao có thể dung nạp thiên hạ chi sĩ hả? Chu Giám biết hắn vì sĩ diện tự mãn, không muốn làm tiểu nhân, khuyên tiếp nữa cũng là uổng công thôi, đành phải ảm đạm lui ra, len lén an bài nhân thủ theo dõi Yến Dương. Ngày sau đó, đạo diễn cùng đám người đến Đại Ninh. Ninh Dương phái người cung nghênh tại Dương Phủ, thiết yến mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Chu Di, Yến Dương cùng đạo diễn tình đồng môn cũng đều đến đây tham dự hội nghị. Rượu qua ba tuần, Ninh Dương lên tiếng nói, lão thần tiên gần đây có tin tức gì không vậy? Đạo diễn lắc đầu nói, từ khi cáo biệt kinh thành, lão thần tiên tung tích mịt mù,
Ai, đáng tiếc quá đi. Ninh Dương thở dài. Bổn Dương từng có tâm nguyện muôn tiếp lão thần tiên đến Đại Ninh ở lại mấy ngày để được hiếu đạo, nhưng xem ra là không được rồi. Đạo diễn sư huynh, người khó có khi được đến một chuyến, không cần vội vã đi về đâu. Ở lại nửa tháng một năm, bổn Dương cư trú đây đã lâu dài, ở tái ngoại rồi, khó được người tri kỷ. Đánh đàn thì không có người nghe, làm thơ không người thưởng thức. Nếu có sư huynh lưu lại, nói chuyện quyền luận, ngâm phần thưởng gió trăng, nhất định sẽ không có cô đơn lạnh lẽo. Lời này vừa nói ra, ở trong điện vắng lặng im ắng. Đạo diễn là mưu sĩ của Yến Dương, biết rõ thế thái nhân tình. Ninh Dương biết như thế lại mời đạo diễn lưu lại, rõ ràng là có ẩn ý. Yến Dương bại cục đã định, công nhiên dụ đạo diễn thay sân đổi chủ. Đạo diễn ở trong lòng khó xử, Yến Dương trị lạc xa suốt, tài sách bầu rượu sớm chiều say xỉn. Chu Cao Hú phẫn nộ vỗ mạnh bàn rồi thét lên: "Con mẹ nó, Chu Quyền, ngươi đừng có ép người quá đáng nha." Ninh Dương chân mày dựng đứng, hơi cảm thấy kinh ngạc. Chu Cao Hú miệng liên hồi mắng mỏ: "Phụ Dương đối đãi với người không tệ, người không giúp hắn thì thôi, bỏ đá xuống giếng trời tru đất diệt. Lúc trước ta còn xem ngươi là quân tử, hôm nay thoạt nhìn ngươi chính là một kẻ vong ân phụ nghĩa vô liêm sỉ." Ninh Dương sắc mặt âm trầm, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Chu Lệ da mặt trướng lên, cầm bầu rượu mãnh liệt ném vào đầu của Chu Cao Hú. Bầu rượu vỡ nát, máu chảy đầy mặt. Chu Cao Hú đau đớn kêu một tiếng, bụm lấy vết thương kêu lên: "Tại sao đánh ta chứ, đồ súc sinh?" Chu Lệ cả giận nói: "Ngươi còn dám hỏi ta? Không biết lớn nhỏ, ngươi tính toán thồm bơ như vậy, sao cả gan nhục bạ thú phụ hả? Xem ta không xé xác cái miệng của ngươi ra, đánh gãy răng của ngươi." Lão tung người tiến lên một chưởng quét trúng má trái của nhị tử. Chu Cao Hú té ngã trên mặt đất nhưng không chịu khuất phục, vẫn lăn lộn ở dưới đất lớn tiếng ồn ào: "Ông đánh chết ta đi, dù sao đánh với triều đình cũng là con đường chết. Đầu hàng triều đình cũng chết, trước khi ông dậm chân một cái, Đại Ninh rùng ba cái. Hiện tại con mèo con chó cũng dám leo lên đầu của ông mà nó ị đó. Dù sao cũng là chết, ông đánh chết ta đi, đã chết ta đi cho rồi. Coi như không có ta, đứa con trai này. Ta chết rồi sẽ cáo trạng hoàng tổ gia, đại pháp thần quy, tên thúc thúc chết tiệt, cùng một đám tử tôn bớt tài vô tướng." Hằng mắng không dứt miệng. Chu Lệ tức giận đến hai mắt đỏ hồng, liếc mắng tên súc sinh rồi nhào tới thử muốn đá hắn. Chu Cao Hú lăn đến ở dưới góc bàn. Chu Lệ giận không kềm chế được nổi, bẻ gãy một chân bàn, không đầu không đuôi đã muốn hạ sát thủ. Chu Di lo lắng liền bước lên ở phía trước, sử dụng ra một chiêu phất dân thủ, ôm lấy chân bàn, một tay kéo lại, một dung lên. Chu Lệ vì vội vàng không kịp chuẩn bị, chân bàn nhất thời rời tay, hắn mắng một tiếng, nhấc chân đá vào ót của nhị tử. Chu Di kẻ mũi chân nhếch lên điểm vào đầu gối khiêu hoàng quyệt của Chu Lệ. Bất đắc dĩ hắn phải thu chân nhảy ra, sắc giận nổi lên nói: "Thập tam muội, ngươi làm gì mà ngăn cản ta vậy?" Cao Hú nhất thời phấn khích: "Tội không đáng chết mà." Chu Di xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Dương nói: "Cao Hú lời nói không có đúng, nhưng ý nghĩa thì thật sự là ca ca đã có bỏ đá xuống giếng dòng ân phụ nghĩa mà." Ninh Dương đỏ mặt, dỗ án cả giận nói: "Người nói cái gì mê sảng đi?" "Ta không có mê sảng." Chu Di lạnh lùng nói: "Ta ăn ngay nói thật, tứ ca đến bước đường cùng này, đến đây cầu ngươi, ngươi không giúp đỡ không nói, còn muốn cướp đi tâm phúc của huynh ấy. Là huynh đệ, muội không thể biện minh cho ca ca được." Ninh Dương kềm chế nộ khí nói: "Ta khi nào lại muốn đoạt đi mưu sĩ của hắn chứ? Lưu lại đạo diễn sư huynh bất quá chỉ là muốn cùng hắn luận bàn thi văn nghiên cứu Phật pháp thôi."
Ninh Dương nói tới đây và chợt thấy Chu Di mặt lộ vẻ trào phúng, đành dừng lại, phất phất tay hậm hực nói: "Ngươi là nữ tử, ta không chấp nhận với ngươi." Đạo diễn đứng dậy chắp tay trước ngực cười nói: "Ninh Dương điện hạ tài cao học rộng, đạo diễn sớm đã có tâm thỉnh giáo, nếu như điện hạ cho mời lưu lại mấy tháng cũng không sao. Như điện hạ đã nói, đây chỉ là để học hỏi, không có ý thức gì khác. Công chúa và nhị dương tử không nên quá lo lắng." "Đạo diễn!" Chu Cao Hú mắng to: "Ta đã lầm ngươi rồi, tên đón gió trở cờ, bán chủ cầu dinh, ngươi chính là một tên gian tặc." Chu Lệ giận dữ lại muốn động thủ. Ninh Dương đứng dậy tiến lên, cười kéo lại huynh trưởng rồi nói: "Ta xem Cao Hú là kẻ sai, có ai không? Đưa hắn đỡ đi ra ngoài." "Không được!" Chu Lệ lạnh lùng nói: "Hài tử này nó dám vô năng vô lễ." "Trương Ngọc!" Trương Ngọc nghe liền. Chu Lệ lên tiếng nói: "Tối hắn lại đưa đến trước cửa phủ đường, trước mặt người qua lại đánh hắn 100 roi ngựa cho ta." Trương Ngọc chần chờ một chút rồi mới cùng chư tướng đem Chu Cao Hú lôi ra đại điện. Trên đường đi, Chu Cao Hú mắng chửi không dứt miệng. Chu Lệ sắc mặt âm trầm, trở lại ngồi xuống, cầm lên bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Trong lúc đó hắn gục xuống bàn nghẹn ngào khóc rống, tiếng khóc nghe não nùng bi thương, đứt gan đứt ruột. Mọi người không ai mà không động lòng. Chu Lệ vừa khóc vừa nói: "Thọc thớt à, thọc thớt. Ta toàn tâm toàn ý chỉ muốn làm phiền Dương thôi, gìn giữ đất đai trấn thủ biên cương, trục xuất Mông Cổ. Tương lai có thể sẽ chết trận xa trường, da ngựa bọc thay, ghi tên sử sách cũng coi như là một đời danh vương. Ai biết triều đình hận ta, ngươi cũng sợ ta. Người người hận đều muốn ta chết. Người sống một đời ngon có chỉ sống đến thù, thà chết ở trong tay bọn Mông Cổ còn hơn là chết trong tay người nhà. Ta không cam lòng, không cam lòng đâu." Hắn vừa nói vừa khóc, nện bàn dậm chân thống khổ. Chu Quyền giữ im lặng, sắc mặt tái nhợt. Qua một lúc thật lâu mới nói: "Tử ca, người cũng đã sai rồi, đêm nay nên ở lại trong phủ đi." "Ta không có sai." Chu Lệ lung ta lung tung đứng dậy: "Ta biết ở chỗ này nhất định lại có người nói ta mưu đồ làm loạn, ta đây sẽ rời khỏi đại ninh cho ngươi vừa lòng. Ta phải về Bắc Bình, mặc dù có chết cũng cùng thê tử nhi tử sống chết ở cùng một nơi." Nói xong đứng dậy loạn choạng đi ra ngoài. Chu Quyền da mặt đỏ lên, bước tới trước đỡ lấy Yến Dương nói: "Tử ca, người đã thật quá sai rồi." Chu Lệ giãy giụa về phía trước lớn tiếng ồn ào: "Ta không có sai, ta phải về Bắc Bình. Nghi Hoa ơi, ta sống chết cùng với ngươi." Chu Quyền không khỏi chật vật, y quay đầu lại quát: "Ở lại đó làm chi? Còn chưa đến đỡ Yến Dương." Hai tên thái giám tiến lên, Chu Lệ đánh ra mỗi đứa một chưởng, tất cả đều té nhào xuống đất. Đạo diễn tiến lên khuyên bảo. Chu Lệ mắt điếc tai ngơ, Ninh Dương như muốn dùng sức, hắn liền trừng mắt hét lớn: "Người muốn giam giữ ta ư? Dì huynh, hãy bảo trọng bản thân." Ninh Dương ý muốn đỡ dìu hắn, nhưng hắn từ chối không cho. Rốt cuộc Ninh Dương đỡ cũng không được, buông cũng không xong. Yến Dương thân phận quý trọng, người khác không dám dùng sức mạnh. Mắt thấy hai người giằng co đi về hướng Dương phủ đại môn, bọn chúng đành phải như ông dở tổ đi theo. Ninh Dương tính tình nghiêm cẩn, Dương phủ xếp đặt nhiều mai phục toàn là tinh nhuệ giáp sĩ. Nếu như Yến Dương chư tướng hơi có dị động, chỉ cần một hiệu lệnh toàn bộ sẽ bị bắt lại. Hôm nay nhị Dương đang giằng co, chúng giáp sĩ không biết phải làm sao, nhào nhào hiện thân, âm thầm xa xa đi theo ở phía sau.
Đi vào trước Dương Môn phủ, nghe có tiếng roi ngựa truyền tới, thánh thoát chói tai. Đi ra ngoài nhìn lên, Chu Cao Hú quỳ gối ở trên đường, bốn người ấn chặt tay chân của hắn xuống. Trương Ngọc dùng dãy roi ngựa dùng sức để đánh, từng đường roi da nghiền nát áo tờ và tróc thịt bồng. Trên đường dân chúng bô nhau đứng coi thành một vòng tròn. Họ cười nói chế nhạo, một số quân tướng dương mắt nhìn, gương mặt lạnh lùng. Ninh Dương chợt thấy có chút không ổn, liền quát: "Đủ rồi! Nhìn chỉ huy sứ đừng có đánh nữa!" Trương Ngọc nghe liền thu roi lại. Ninh Dương ánh mắt lập lè nói: "Tử ca, bảo màn hắn đến đây ư?" Nói còn chưa dứt lời, Đại Chi Quyệt đột nhiên tê rần, thân thể như bại liệt, khí lực như mất hết. Bên tai nghe tiếng cười khẽ của Yến Dương: "Thập lão thất, so ra mưu lược ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm đâu." Ninh Dương đảo mắt nhìn lại, Yến Dương ánh mắt thanh tịnh, mang sai đều không có, trên trán lộ ra một luồng cười cợt. "Ta ta." Chu Di đứng cự ly gần nhất, tận mắt chứng kiến mọi chuyện, liền chất vấn Yến Dương. Đang muốn động thân bước tới, thình lình hậu tâm đau nhói, Chí Dương Nguyệt đã bị người kềm chế. Quay đầu nhìn lại đúng là đạo diễn hòa thượng, giận dữ nói: "Ông chúa xin đắc tội." Biến cố liên tiếp xảy ra, Chu Di không rõ cho lắm, nàng cực kỳ sợ hãi. Tai lại nghe Yến Dương hét lớn một tiếng: "Động thủ!" Sù sù sù, mấy mũi tên từ trong đám dân thường đứng xem bắn ra, ghim vào cổ họng của đám vệ binh Dương phủ. Theo sát trong đám người nhảy ra hơn 10 đạo nhân ảnh, đều là trang phục theo lối dân thường, mỗi tên trên tay đều cầm cung nỏ tiễn thủ. Chỉ trong thời gian nháy mắt, Yến Dương nếu lấy Ninh Dương, đạo diễn dắt Chu Di phóng bước dài nhảy lên đến trên đường. Chu Cao Hú nằm ở trên mặt đất dở sống dở chết, lúc này cũng nhảy dựng kêu to: "Lấy đào kiếm!" Mấy tên ngụy trang nam tử nhào ra, xốc lên vạt áo, tháo xuống đào kiếm lèn kèn rớt ra. Chu Cao Hú thân mình bị đòn roi đầy ngập sự lửa giận, không thể thổ lộ, cầm ở trên tay song đao nhảy đến giường trước cửa phủ. Hai tên giáp sĩ vừa dặn trước mặt giọt tới, hắn hét lớn một tiếng, một đao một tên đem hai người chém ngã trên mặt đất. Lúc này Ninh Dương còn chưa lấy lại thần trí, Chu dám ra lệnh một tiếng, giáp sĩ chen chúc túa ra. Chu Cao Hú ngăn cản không nổi, liên tiếp lùi về phía sau. Yến quân chư tướng đều cầm binh khí tiến lên tương trợ. Ngụy trang nam tử liền phẫn nộ bắn tên, tên trúng vào giáp sĩ té ngã vô số. Lúc đó trước cửa Dương phủ, đôi bên sáp lá cà chém giết nhau. Yến Dương dù sao cũng ít người, bất quá là một lúc nào đó thôi, dĩ nhiên sẽ rơi vào thế hạ phong. Yến Dương nắm chặt trường kiếm kề ngang cổ của Ninh Dương, nghiêm giọng cào lớn tiếng nói: "Tất cả dừng tay!" Bọn giáp sĩ của Dương phủ sợ ném chuột vỡ bình, nghe thấy liền dừng tay. Chu giám cũng do dự dừng tay. Yến Dương nháy mắt, chư tướng dần quanh bốn phía lùi như nhanh như gió táp, xông vào một tòa lầu cát ở bên đường. Chư tướng dương cung tập tên, trên cao nhìn xuống, Chu giám triệu tập đội ngũ bao vây xung quanh lầu cát. Đã đến trên lầu, Trương Ngọc lấy dây thừng trói chặt Ninh Dương cùng Chu Di, sắc mặt tái nhợt không nói được lời nào. Ninh Dương tức giận đến toàn thân phát run, nghiêm nghị kêu lên: "Tử ca, người điên rồi có phải không? Ngươi xem ta có bị điên không hả?" Yến Dương cười hì hì nói: "Lão thập thất, chỉ trách ngươi không suy nghĩ, ngày đó nếu chịu xuất binh giúp, ta hà tất phải đi đến nước này." Ninh Dương trầm mặt không nói, đắc giọng nói: "Các ngươi đang định giở trò gì đây?" "Đúng vậy, diễn trò đó." Yến Dương cười to, mọi người cũng cười theo. Chu Cao Hú cũng cười. Mới cười được hai tiếng, miệng vết thương rỉ máu, đào đên hít lên một hơi lạnh, hướng về phía Trương Ngọc quán trách: "Lão Trương, người không thể nhẹ tay một chút sao chứ? Hơi đào chết lão tử rồi." "Điện hạ chớ trách." Trương Ngọc ái nái nói: "Nhẹ nhàng đánh sẽ lộ ra chân tướng, trận này không thể đùa được." Chu Cao Hú khí hận còn chưa nguôi, Ninh Dương thần khí hoảng hốt thì thào nói:
Tử ca, xem ra ngươi mưu đồ từ lâu rồi có phải không? Không còn cách nào khác đâu. Yến Dương cười nói. Ngươi mỗi ngày trốn ở Dương phủ, không dùng một chút thủ đoạn làm thế nào lừa gạt ngươi đi ra chứ? Ngươi làm thế thì cũng vô dụng. Ninh Dương hậm hực nói. Tiền đế lưu lại quân pháp chủ sói bị giết hay bị bắt, phó sói tiếp tục nhậm chức. Không thể bởi vì một mình ngươi mà loạn tam quân đâu. Ta như bị giết bị bắt đều có Chu giám thống soái toàn quân. Chuyện này dễ thôi. Yến Dương cười cười. Ngươi đã không bị giết cũng không có bị bắt, mà là cam tâm tình nguyện nghe theo lệnh của ta. Ninh Dương sững sờ cười khổ nói. Tử ca, ngươi nói đùa sao? Nói đùa? Yến Dương sắc mặt trầm xuống. Ta dám đường thần đến đây sẽ không muốn sống trở về rồi. Không thuyết phục được người khư khư cố chấp, hai ta đồng quy du tận. Nếu như người chịu giúp ta tương lai đánh lấy Giang Sơn, ta và ngươi một chữ kề vai sát cánh chia đều thiên hạ. Ninh Dương bắt gặp ánh mắt hung ác của hắn, nhất thời chột dạ khiếp đảm, cúi đầu trầm ngâm. Yến Dương lại nói. Ta như không thể quay về Bắc Bình Thành, Bắc Bình Thành bị phá, thê tử hẳn phải bị chết chứ không thể nghi ngờ. Nếu như người chấp mê bất ngộ, tương lai vợ đẹp con ngoan, lại còn có thể dựa vào ai đây? Còn có lệnh muội, ngươi là anh ruột duy nhất, nếu như người chết, nàng há không thương tâm sao? Tứ ca! Chu Di muốn khóc, nhưng khóc không được. Đừng có nói nữa. Thập tam muội, Yến Dương thở dài một hơi. Tên đã trên dây cung rồi, không bắn không được. Nếu qua được cửa ải này, Di huynh nhất định chịu đòn nhận tội. Chu Di nhắm hai mắt lại. Nàng nghiêm nghị nói. Không cần đâu. Lúc này dưới lầu phát lên tiếng hô, có người kêu lên. Dương Phi đã đến, Dương Phi đến rồi. Ninh Dương sắc mặt thảm biến. Yến Dương nháy mắt. Trương Ngọc phụ giúp Ninh Dương đi đến bên cửa sổ. Ninh Dương nhìn chăm chú nhìn lại quân sĩ chật ních phố dài. Phê thê tử kéo nhi tử đứng trong đám người đang cùng Chu giám nói chuyện với nhau. Nàng một mặt nói chuyện, một mặt nhìn về phía lầu, thần tình lo lắng, nước mắt chảy đầy mặt. Một lần sải chân để hận nghìn đời, khi quay đầu lại thân đã là trăm năm. Đạo diễn chắp tay trước ngực nói. Vô số sinh tử thành bại chỉ ở điện hạ một ý niệm thôi. Ninh Dương ngơ ngác nhìn thê tử trong chốc lát, rồi lại quay đầu nhìn Chu Di, bỗng dưng nhắm hai mắt lại. Sắc mặt của y trắng bệch như người chết. Một lát sau trợn mắt nói. Tử ca, ta nghe lời ngươi, bất quá thân làm thống soái, thân không thể bị trói mà đi gặp người được. Yến Dương nhíu mày nhìn về phía đạo diễn hòa thượng cười nói. Cái này không khó. Rút ra mấy miếng kim châm đâm vào Ninh Dương đang điền phượng dĩ, đại truy, ba quyệt. Rồi sau đó vận chưởng dung lên, dây thần đứt đoạn rơi rớt xuống mặt đất. Ninh Dương thử vận chân khí, bụng dưới quặn đau như nứt ra, không khỏi nhíu mày nghiến răng. Trên trán mồ hôi lạnh bật ra. Đạo diễn cười nói. Dương gia nếu không giận khí sẽ khỏi phải chịu thống khổ. Ninh Dương trừng hắn, rồi cất bước muốn đi. Chợt thấy trên lưng hơi đau, một thanh trủy thủ đã dí vào lưng. Bên tai truyền đến tiếng cười dài của Yến Dương nói. Thập thất đệ xin lỗi, tình thế nguy cấp, cẩn thận là hơn. Ninh Dương ủ rũ đi đến lan can bên cạnh kêu lớn. Chu chỉ huy sứ đâu? Chu giám nghe thấy liền vội nói. Có hạ quan đây. Ninh Dương Phi cũng bị thương thản thốt. Dương gia, đến đây để làm gì? Ninh Dương chỉ ngón tay vào đội ngũ ở trên đường. Chu giám kinh ngạc nói. Cái này Dương gia người bị Yến Dương cưỡng ép. Ai nói ta bị Yến Dương cưỡng ép hả? Ninh Dương thanh sắc đều mãnh liệt. Huynh đệ chúng ta hòa thuận, người tới làm rối loạn cái gì đây? Các tướng sĩ ở bên dưới đều kinh ngạc. Chu giám nhìn không chớp mắt, nhìn trên lầu cát, rồi từ tốn nói. Dương gia,
người nhất định đã bị Yến Dương bức ép. Nói bậy! Ninh Dương nghiêm nghị kêu lên. Bổn Dương không nhận sự bức hiếp. Chù dám, ngươi bời Dương Phi ra đây là muốn làm gì? Còn không mau mau rút quân, đem nàng đưa về Dương Phố. Ninh Dương Phi bán tính bán nghi, giọng sắc nhọn kêu lên. Dương gia, ngươi thật không có chuyện gì chứ? Bổn Dương hết thảy đều mạnh khỏe. Ninh Dương lên tiếng đáp. Chu dám cười lạnh một tiếng nói. Dương gia, nếu như ngươi thật đúng mạnh khỏe có thể một mình xuống lầu, đến cùng hạ quan một hồi không? Tàn rỡ! Ninh Dương cả giận nói. Bổn Dương đi con đường nào không cần nghe ngươi sai khiến. Chu dám lên tiếng nói. Dương gia không dám một mình xuống, tức là đã bị Yến Dương bức hiếp rồi. Ninh Dương Phi lúc này cũng vội la lên. Chỉ huy sứ! Chu dám cắt ngang lời nàng rồi nói. Dương Phi không cần nhiều lời, hạ quan tự có chừng mực. Bọn quan binh bàn bạc nghị luận, ý kiến đều trái ngược nhau. Chu dám cầm ở trong tay tấm thuẫn, đứng ở chỗ cao, cao giọng hô to. Yến Dương vô đạo, tàn sát mệnh quan, phản loạn triều đình. Hôm nay không niệm tình huynh đệ, ngang nhiên bắt cóc Ninh Dương, mang theo binh tướng phản lại quân phụ. Có thể nói bất nhân, bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Chiếu theo quân pháp, chủ sói bị bắt, phó sói lên thay. Ninh Dương bị địch nhân chế trụ, nay ta lên thế nhiệm chức vụ đại ninh chủ soái, toàn quân phải nghe ta hiệu lệnh, tiêu diệt phản đảng, đền đáp quốc ân. Quân sĩ đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc bất định. Ninh Dương Phi nhịn không được kêu lên. Chù dám, người dám đưa Ninh Dương vào chỗ chết sao? Xin Dương Phi thứ tội. Chù dám nói. Hạ quan mệnh tại triều đình, đến lúc khẩn bách tự nhiên phải vì triều đình mà dốc sức. Người đâu, đem Dương Phi cùng thế tử mang về trong phố trông coi cho đàng hoàng tử tế. Mấy tên giáp sĩ tiến lên, không cần để ý Ninh Dương Phi dạy dụa chống cự, đem mẫu tử kéo vào Dương phủ đại môn. Ninh Dương Phi vừa đi vừa kêu lên. Dương gia ơi! Tiếng kêu nghe thê lương chua xót, như từng mũi tên đâm vào trong tim của Ninh Dương. Hắn cuốn họng nghẹn ngào kêu lên. Chù dám, người, người! Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ức thời không nói ra lời. Chỉ nghe dèo một tiếng, Chu Cao Hú lắp sẵn cung tên nhắm ngay Chu dám, thình lình phát ngay một mũi tên. Chu dám đưa tay nhấc lên, mũi tên soạt một cái đâm vào tấm thuẫn. Chu Cao Hú dậm chân phẫn nộ kêu lên. Tên dối trá thật đáng chết mà. Chợt nghe Chu dám ra lệnh. Dây quanh tứ phía không được xuất nhập. Không có nước, không có lương thực, xem bọn chúng sống như thế nào. Kế thật độc, Ninh Dương thay đổi sắc mặt nói. Tử ca, chỉ huy sứ khừ khừ cố chấp không chịu nghe lệnh của ta. Như hắn nói, nếu ở lại đây sớm muộn cũng chết đói chết khác thôi. Gấp cái gì? Yến Dương ung dung nói. Phú quý hiểm trung cầu, muốn thành đại sự khó tránh khỏi khó khăn hiểm trở. So với bác Bình trong giờ phút này một ít hung hiểm ta không coi ra gì đâu. Chu dám bao dây mà không có công phá, còn có tâm địa muốn sát hại chúa công, nên ngừng thì lại không ngừng. Hắn trì quán là hoàn toàn tính toán sai nước cờ rồi. Ninh Dương trong lòng buồn bực, nhìn chằm chằm vào Yến Dương rồi nói. Nói như vậy tứ ca còn có hậu thuẫn. An tâm đi, chờ một chút chớ có vội. Yến Dương kéo Ninh Dương song song ngồi xuống. Sân khấu kịch đã dựng xong rồi, hãy chờ mà gặt hái đi. Thật sao? Ninh Dương ngạc nhiên nói. Người nào vậy? Yến Dương cười ha hả, rồi im ngay không nói. Ninh Dương phỏng đoán không ra, càng phát ra nản chí uể oải suy nghĩ. Phụ hoàng nói Yến Dương thiện chiến, Ninh Dương thiện mưu. Nhưng một chút suy nghĩ trong lòng của hắn ta đầy thiện ngu cũng suy đoán không xa. Chợt nghe xa xa tiếng hò hét vang động cả một góc trời. Thế như đại mạc trường phong, từ xa mà đến gần, phá tùng không gian mà đến. Đến rồi! Đạo diễn mở to hai mắt.
Yến Dương cũng giọt người đứng lên, hai mắt như hổ như sói, phát ra âm u lãnh quan. Ninh Dương chỉ cảm thấy kinh ngạc, tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Đột nhiên thân thể rung lên ngạn ngào kêu lên: "Đóa Nhàn tạm vậy!" Chu Dám nghe thấy tiếng hò hét cũng lấy làm kinh ngạc, chính chỗ hướng phát ra tiếng nhìn quanh, chợt thấy một đội ngũ nhân mã chạy như bay về đến nơi. Tên kỵ sĩ nhảy xuống ngựa gấp giọng bẩm báo: "Đó Nhàn tạm về, mấy ngàn người ngựa đã đến cửa thành rồi." "Hồ đồ!" Chu Dám kinh sợ hốt hoảng: "Bọn chúng tới đây làm gì?" Tên kỵ sĩ do dự một chút rồi nói: "Bọn chúng tự xưng là Cần Dương hộ giá Dương gia diệt trừ gian thần." "Thì ra là thế." Chu Dám đổi giận thành vui: "Chẳng lẽ bọn hắn đã nghe tin Yến Dương phản loạn?" Nói tới đây lòng lại cảm giác nghi hoặc. "Không xong, chuyện vừa mới xảy ra không lâu, bọn chúng làm sao biết được?" "Chỉ huy sứ!" tên kỵ sĩ vội vàng hỏi. "Kính xin chủ soái cho biết tâm ý." Chu Dám định thần trầm ngâm rồi nói: "Cẩn thận là trên hết, truyền quân lệnh của ta cho bọn chúng lập tức lui về bản bộ. Ai dám cãi lệnh, ta sẽ đích thân hỏi tội." "Bẩm dần." Tên kỵ sĩ đứng dậy lên ngựa, hắn vừa đi xong lại có một nhân mã hốt hoảng chạy tới. Tên kỵ sĩ này lập tức kêu lên: "Có người mở bắc môn rồi, đội Nhàn kỵ binh xông vào đến nơi rồi." Chu Dám hốt hoảng kinh hãi, vội hỏi: "Người nào đã mở cửa vậy?" "Dạ không biết." Tên lính liên lạc, lời còn chưa dứt thì xa xa tiếng chân như sấm, bụi mù bay lên không. Trong thời gian chỉ cách cái chớp mắt, mấy trăm binh kỵ chuyển qua phố đầu đang xông tới. Chu Dám ở trong lòng biết không ổn, hắn nghiêm nghị kêu lên: bài trận mau lên!" Giáp sĩ vội vàng bài trận chưa xong, một mũi tên phá không bay lướt qua thái dương huyệt của Chu Dám. Hắn thét to một tiếng, máu chảy đầy mặt, hai mắt mù mờ hốt hoảng, ghìm ngựa lùi về phía sau chùi đi vết máu. Chợt thấy một người cưỡi ngựa giọt tới, hắn sững sờ bật kêu lên: "Khâu Phúc!" Khâu Phúc quay đầu lại hô lớn: "Phản nghịch Chu Dám đang ở phía trước kìa!" Hô xong không nói lời nào nữa, dùng đào lao tới. Chu Dám phẫn nộ kêu lên: "Nói bậy bạ cái gì? Ai dám tiến lên đều là tử tội!" Lời hăm dọa của Chu Dám như có sức ảnh hưởng. Đó Nhàn kỵ binh nghe liền ghìm ngựa, có vẻ do dự. Lúc này Ninh Dương đang đứng ở trên đầu lầu, nhô ra kêu: "Chu Dám tà đạo, mưu hại bốn dương, ai lấy được đầu của hắn, tiền thưởng ngàn lượng." Yến Dương lúc này cũng đứng đằng sau của Ninh Dương. Ninh Dương đứng phía trước nói chuyện, nhưng vì Đó Nhàn kỵ binh thân ở dưới lầu, chỉ nhìn thấy Ninh Dương không có thấy Yến Dương. Nghe được hiệu lệnh liền không chần chừ, nâng đào kéo cùng kêu là điên cuồng. Biến cố liên tục ly kỳ, Chu Dám dù đa mưu túc trí cũng ứng đối không kịp. Trong chốc lát đứng ngay người, kỵ binh nhanh như cuồng phong cuốn vào trong trận, móng ngựa trên không, loạn đào dùng xuống. Bọn giáp sĩ bị chém máu văng khắp nơi. Khâu Phúc dung dãy trường đao bay thẳng vào giữa trận. Chu Dám lui về phía sau không kịp. Cũng đúng vào lúc vừa muốn quát lớn, trước mắt bỗng thấy bạch quang hiện lên. Khâu Phúc giờ đào chém xuống, đầu lâu của Chu Dám rơi xuống đất không kịp kêu là một tiếng. Chủ soi đã bị chém chết thảm, quân binh đều đã kinh tâm tán động. Người sống sót nhau nhau bỏ binh khí quỳ lại sát đất. Đó Nhàn kỵ binh chém giết trên đường phố dài, tiếng kêu rú gào thét vang dội. Ninh Dương nhìn xem tình hình ở dưới lầu, chỉ cảm thấy hai chân như muốn nhũn ra, trong lòng xấu hổ và ân hận. Chợt nghe Yến Dương cười nói: "Thập thớt, đi xuống đi." Không nói lời gì đến dìu hắn đứng lên. Hai người kề vai sát cánh dắt nhau đi xuống lầu cát. Kỵ binh nhìn thấy hai người hùa nhau xuống ngựa lễ bái. Yến Dương lớn tiếng nói: "Ta cùng với Ninh Dương thỏa đàm. Kể từ hôm nay, Đại Ninh quân do ta làm thống soái, sau này xuôi nam kinh lược Trung Nguyên, cùng phía nam triều đình quyết tranh cao thấp." Bọn kỵ binh cùng kêu lớn hoan hô, người người hai mắt tỏa sáng.
khuôn mặt dữ tợn, trong lòng đều nghĩ đến sát nhập Trung Nguyên, nơi phồn hoa được một phen tung hoành chém giết. Ninh Dương liếc nhìn lại như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên lai là thống soái trấn thủ Đại Ninh, bây giờ lại cùng Hổ Lang làm bạn. Hắn hao tổn hết tâm tư, đem đó nhan tam vệ thuần hóa ràng buộc tại Liêu Đông Thảo Nguyên. Bọn chúng như trâu như dê, bề ngoài giống như hàng phục. Ai ngờ Yến Dương bất quá dụ dỗ vài câu, lập tức đã trở lại nguyên dạng Mông Cổ kỵ binh, nổi chí hùng tâm, chinh phạt bốn phương. Ninh Dương nhớ tới Chu Giám từng can gián, ở trong lòng hối hận không thôi. Quay đầu tìm kiếm thi thể của hắn, đã thấy Khẩu Phúc mang theo đầu lâu của Chu Giám đi lên trước. Đến trước mặt của Ninh Dương nhìn qua đầu lâu, lộ vẻ sầu thảm cười cười. Hướng về phía Khẩu Phúc rồi nói: "Khẩu chỉ huy sứ, người mở cửa thành đi." Khẩu Phúc da mặt nóng lên với giọng cung kính: "Dương gia thứ tội, hạ quan sinh là người của Yến Phiền, chết là quỷ của Yến Phiền. Dương gia đối với ta rất tốt, Khẩu Phúc thủy chung không quên được ân huệ của Yến Dương." Ngày đó Tấn Dương làm loạn, Trương Ngọc Khẩu Phúc lập nhiều đại công. Chu Nguyên Chương vì muốn làm suy yếu Tấn Dương, đem hai người phân phối dưới tài của Ninh Dương. Về sau vì chuyện tước bỏ thuộc địa, Trương Ngọc bỗng tấu có bệnh xin được rút lui về Bắc Kinh. Khẩu Phúc lưu lại, còn đến gặp Ninh Dương tố giác là Trương Ngọc giả bệnh. Bởi vậy Ninh Dương tưởng hắn trung thành, bàn thưởng cho hắn tiếp tục nắm giữ binh quyền. Ai ngờ đến giờ phút nguy cấp, Khẩu Phúc lại đi đầu phục Yến Dương. Ninh Dương mặt có vẻ giận, trầm mặt không nói. Yến Dương cười nói: "Khẩu Phúc, lời này của ngươi có thể nói sai rồi. Hôm nay mọi người đều là một nhà, nói cái gì là Ninh Phiên Yến Phiên đây chứ, có vẻ khách khí quá đi." "Không sai," Dương Phúc cười nói, "Dương gia dạy rất đúng." Yến Dương cười cười quay đầu lại, sai khiến chư tướng tiếp quản toàn quân Đại Ninh. Hắn luôn giữ Ninh Dương kề cận ở bên người, còn xuống lệnh Ninh Dương cùng Chu Di gia quyến tất cả đều bị giam lỏng. Dương Phủ giao lại cho đạo diễn trông giữ. Khẩu Phúc Trương Ngọc lâu ngày sống ở Đại Ninh, hiểu rõ nhân tâm, thu nạp tâm phúc, ai có thể dùng, ai có thể dứt bỏ, tất cả đều hiểu rõ ràng ở trong lòng bàn tay. Yến Dương mang theo Ninh Dương ra lệnh chư tướng, không quá nửa ngày toàn bộ quân binh nội thành đều sắp xếp ổn thỏa dưới trướng của mình. Lại lệnh cho đó nhan kỵ binh ra khỏi thành chiêu dụ các bộ tộc, tam vệ thủ lĩnh cũng nhao nhao đến đây đầu hàng. Khi trước trong lúc Yến Dương đi săn, song phương có nhiều mập mờ, lần này cướp lấy Đại Ninh, đó nhan kỵ binh lập được công đầu. Yến Dương mở tiệc trọng thưởng, mời gia đình tam vệ thủ lĩnh ở lại Dương Phủ. Thứ nhất là muốn tỏ ra ân sủng, thứ hai giữ làm con tin, để ngừa đám kỵ binh giả tính khó thuận, khi có tình trạng nguy cấp lại sinh ra biến cố. Đêm đó phong dần biến sắc, sắp phong chuyển mạnh liệt, tuyết rơi nhiều đầy trời, trong vòng một đêm tuyết động nửa xích, trời lạnh cống xương cốt. Ngày kế tiếp sáng sớm, gió tuyết không ngừng, Yến Dương nói rõ kiểm duyệt binh mã, đột nhiên lệnh cho toàn bộ Đại Ninh, toàn bộ ở ngoài lập thành tập kết. Toàn quân không ngừng kêu khổ nhưng lại không dám chống lệnh, nhào nhào đạp tuyết ra khỏi thành xếp thành hàng ngũ. Đến giữa trưa, Yến Dương đỉnh nón trụ mặt giáp, cưỡi ngựa ra khỏi thành. Ninh Dương tại trái, đạo diễn bên phải. Chu Cao Hú theo đuôi ở phía sau, lúc này cuồng phong rào rít dữ dội. Tuyết trắng đầy trời, trời cao đại mạc, mênh mông toàn là một màu. Gió tuyết gào thét bay qua, xoáy lên cả một vùng. Chư quân khôi giáp kết băng, ngựa lông dính tuyết, hô hấp như phun ra nuốt vào mây mù. Nhưng đội ngũ vẫn đứng trang nghiêm, văn phong bất động, liếc nhìn lại dường như ngàn vạn bức tượng người dưới băng tuyết. Yến Dương phóng ngựa thẳng tiến, nhìn thấy quân cường mã tráng, kỷ luật nghiêm minh, không khỏi trong lòng đầy vui mừng. Tiền đế thường nói, kỵ binh của Đại Ninh đứng đầu khắp thiên hạ, hôm nay xem ra lời nói không sai. Chu Lệ hồi tưởng lại chuyện liều mình hung hiểm xảy ra lúc trước, ý chí thỏa mãn, hào khí dâng cao. Hắn dục ngựa thẳng lên chỗ cao nhất,
mặt hướng về phía quân trận, dẫn khí đang điền lớn tiếng nói: "Triều đình đương đạo, giang nỉnh cầm quyền. Người tài bị mai một, người lập công không được trọng thưởng. Các ngươi đều là đại hảo nam nhi, cản vệ đổ máu nơi chiến trường, kết quả chỉ có thể cùng dây bò làm bạn, cùng báo cát làm bạn. Trong triều đình giang thần cùng tử tôn rồi lại hưởng hết vinh hoa phú quý, như vậy có công bằng hay không?" "Không công bằng!" Nhiều tiếng quân phấn khích kêu lên, cũng lớn tiếng hét lớn. Tiến Dương lại nói: "Hôm nay hoàng thượng ngu ngốc u mê, bị tiểu nhân châm ngồi, thề phải tru diệt đồng tông, giết hết đồng tộc. Tương Dương bị thiêu sống, Chu Dương bị giam cầm trong lao. Tà thân tại Bắc Bình, cửu tử nhất sinh. Ninh Dương mặc dù tại biên thùy, thánh chỉ vừa đến, cũng sẽ không thể thoát khỏi. Bọn gian thần tiến sát từng bước, chúng ta không còn con đường nào để đi. Chỉ có thể không màng sống chết, không ngại hy sinh, mở một con đường máu tru diệt gian thần, quét sạch triều cương. Thất bại thì không còn lời nào để nói. Nếu như một trận chiến mà thắng, các vị đều là những chí sĩ, tịch quốc công thần, sẽ được hưởng vinh hoa phú quý truyền lại cho con cháu." Chu Lễ dừng lời lại một chút, rồi lớn tiếng kêu lên: "Các người có nguyện ý đi theo ta không?" "Nguyện ý, nguyện ý." Mấy vạn người kích động không ngớt thét lên, gân xanh đầy mặt. "Trận chiến này mục đích là..." Yến Dương nhìn chung quanh bốn phương, rồi nói ra từng câu từng chữ: "Thanh trừng gian thần, bình định quốc nạn, diệt trừ loạn đảng. Ta lấy danh là Tĩnh Nam." Chư quân phấn khởi reo hò, một lòng kiến công lập nghiệp, nhao nhao hò hét phấn khích: "Thanh trừng gian thần, bình định quốc nạn." Chư quân kêu một lần, lại hô lên một lần. Đó Nhan kỵ binh không hiểu tiếng Hán, đứng cạnh cũng tin tưởng siết lên dây cương, phát ra tiếng thét thề lương, xen lẫn tiếng kêu to của quân Hán như sấm sét vào đông, truyền đi thật xa trong gió, truyền tới tận chân trời. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 113, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 114 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.